đánh bại Real Madrid, Manchester United nổ bom tấn 62 triệu euro. Man United chốt xong vụ chuyển nhượng Leny Yoro sau khi trung vệ này vượt qua buổi kiểm tra y tế. Quỷ đỏ sẽ sớm công bố tân binh thứ hai ở hè 2024. Nhà báo David Ornstein và Fabrizio Romano, hai nguồn tin chuyển nhượng hàng đầu hiện tại, đều khẳng định vụ Yoro cập bến sân Old Trafford đã xong. Manchester United trả cho Linh 50 triệu euro, kèm theo các điều khoản phụ có tổng giá trị 12 triệu euro. Với tổng giá trị 62 triệu euro cho thương vụ này, Quỷ đỏ đã chơi một cú tất tay cho trung vệ chỉ 18 tuổi. Vài ngày trước, Yoro được dự đoán gia nhập Real Madrid. Lý do bởi Yoro ước mơ được chơi bóng cho Real. Kênh Trắng đã gửi đề nghị có tổng giá trị 50 triệu euro cho Linh. Dù vậy, Linh ưu tiên đội trả tiền cao hơn. Quyết định cuối cùng của Yoro và người đại diện là đồng ý đến Manchester United. Tại sân Old Trafford, Yoro được trao đãi ngộ hấp dẫn hơn so với khi gia nhập Real. Anh nhận lương 7 triệu euro năm, kèm theo 2 triệu euro tiền thưởng. Trung vệ 18 tuổi ký hợp đồng đến năm 2029 cùng Manchester United và Quỷ đỏ có quyền kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Yoro được đánh giá là trung vệ triển vọng nhất hiện tại của Pháp. Anh chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên ở Ligue 1 khi chỉ 16 tuổi. Mùa 2023-24, Yoro có bước tiến vượt bậc khi ra sân 44 trận trên mọi đấu trường. Tân binh của Manchester United cao 1,9m, được nhận định có lối chơi tương đồng Raphael Varane. Điểm mạnh nhất mà Yoro thể hiện trong màu áo Linh là khả năng đọc tình huống, cắt bóng quyết liệt. Yoro chơi không chiến tốt và có kỹ năng chuyền bóng đa dạng, do đó là phương án lý tưởng để thay thế cho chính Varane ở Manchester United. Sau khi Manchester United chiêu mộ Yoro, khả năng Matip De Ligt cập bến Old Trafford bị bỏ ngỏ. Trước đó, De Ligt mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất về kịch bản gia nhập Manchester United. Theo Sky Sports, huấn luyện viên Ten Hag muốn bán một trong hai Harry Maguire hoặc Victor Lindelof để dọn đường cho trung vệ mới. Khi đó khả năng De Ligt đến Manchester United có thể xảy ra.